Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Xuân Phạm JP Cuộc Sống ở Nhật. Hôm nay là một cái video mình muốn gửi đến anh em. Thực ra là mình đã quay cách đây khoảng tầm 4 tháng rồi. Thế nhưng mà sau đến bây giờ thì mới có thời gian để chỉnh sửa. Và cũng là gửi lời cảm ơn đến các em đã gửi lời mời đến anh. Thì bây giờ là video anh làm để gửi lại cho Hùng, Phi và Thiện. Ba bạn đã kết thúc 3 năm ở Nhật đấy, đã chuẩn bị về nước. Tuy nhiên là vì dịch ấy, các bạn ấy vẫn chưa thể về Việt Nam được. Thì bây giờ mình quay video này, mình tổng hợp cái video này đăng lên cho anh em cùng xem về cái buổi liên hoan chia tay ba bạn thực tập sinh về nước. Đấy thì cũng đây là cũng coi như là một cái kỷ niệm của anh em với nhau. Thì mình đã quay lại, ghi lại được rất nhiều cái kỷ niệm trong cái buổi liên hoan hôm đấy. Thì bây giờ là mình đang lấy xe máy để đi đến nhà của ba bạn đấy. Thì cái thời điểm mà mình đi ăn liên hoan mà lúc chia tay các bạn ấy là rơi vào tháng 4. Thì tháng 4 thì cái thời điểm đấy thì là nó vẫn còn là rét đấy, cho nên là mọi người vẫn còn mặc áo rét. Bây giờ thì đang mùa hè rồi thì nó rất là nóng rồi. Nhưng mà hồi đấy là vẫn đang là rét, nên là mình bây giờ mình đang đi đi xe máy đây để đi đến đấy, cho nên là quay lại cho anh em xem cái buổi hôm đấy. Đấy, thì đây là mình đang đi xe máy đây. Đấy. Đây là cái chỗ này là chỗ nhà của mình đấy. Trước mặt các bạn ấy là một cái con ô tô màu đen này. Con ô tô này thì nói chung rất là đắt tiền, nó là thuộc dòng Toyota Crown ấy. Giá mới của nó rơi khoảng tầm 550 man, nó khoảng 1 tỷ mốt tiền Việt mình. Nếu mà về Việt Nam mình nó rơi khoảng tầm 2 tỷ rưỡi các bạn nhé. Đánh thuế vào nó khoảng tầm 2 tỷ rưỡi. Đây là cái chỗ nhà mình ở này. Bên cạnh là cái ruộng ấy, trước đấy là vẫn chưa trồng lúa đấy. Bây giờ vừa rồi vẫn các bạn xem có video lúa rất là tốt rồi. Sau 3 tháng đấy cũng thế, người ta trồng lúa hết lên rồi. Thì cái chỗ này thì người ta cũng trồng ruộng, trồng lúa rất là nhiều. Nhà dân ở đây thì cũng có nhà giàu, nhà nghèo bình thường các bạn nhé. Đây bên phải đây là cái apato này. Đấy, trước mặt các bạn đây cũng là những cái nhà dân của Nhật đấy. Thông thường ở Nhật thì nhà thường là chỉ có 2 tầng thôi các bạn nhé, vì tránh động đất ấy. Mấy hai là nhà của họ rất là nhẹ, họ thiết kế rất là nhẹ. Thế thì bây giờ mình đi hai bên các bạn, đây là cái công ty này rất là lớn luôn, có rất nhiều nhà xưởng ở đây luôn. Thế thì đến đây là mình đến cái đèn đỏ, cái phần chỗ điện sáng kia chính là Family Mart. Thế còn đối diện bên tay trái này nó là một cái công ty chuyên về vận tải, nên là nó là một cái nhà kho chứa các cái loại dòng xe ô tô rất là to. Và các xe này vào đây thì sẽ được bảo dưỡng ở đây luôn. Đấy. Ở Nhật thì giao thông là đi về bên tay trái, nên mọi người rất là tuân thủ giao thông. Thì mình có hỏi tại sao ở Nhật ấy, thì giao thông mọi người lại tuân thủ như vậy. Thì được nhận được câu trả lời, đó chính là cái việc luật ở Nhật rất là nghiêm. Khi mà bạn vi phạm một cái lỗi gì đấy thì cảnh sát sẽ phạt bạn. Nếu như bạn vi phạm nhiều lần thì bạn sẽ bị tước bằng lái. Và mỗi lần phạt bạn phải đóng rất là cao, thông thường khoảng tầm từ 5 sen đến 1 man, thậm chí là vài chục man cũng có. Cho nên là để tránh rắc rối, người dân người ta đi rất là nghiêm chỉnh. Ví dụ đến chỗ đường tàu này sẽ có cái biển Tomare, thì bạn sẽ phải dừng lại. Sau đó bạn quan sát, dừng lại đỗ chân, bắt đầu bạn mới đi tiếp được. Đấy, thì đây là cái quãng đường mình đi đến nhà các bạn đấy. Thì bây giờ mình tour nhanh cái đoạn này đấy cho anh em xem. Còn tí nữa mình đến nhà mình sẽ tiếp tục mình nói chuyện với anh em cho anh em hiểu. Đấy, đường bên Nhật đây các bạn ạ. Đường bên này thì nói chung là nó chỉ có hai làn thôi, một làn đi xuôi, một làn đi ngược. Và bên sát bên trong này là nó có cái làn dành cho đi xe đạp, và nếu như mình đi xe máy mình cũng thể đi vào đấy được các bạn ạ, không ảnh hưởng gì cả, nó rất là bình thường thôi. Đấy, bên phải là nhà dân, còn bên trái là đường tàu các bạn nhé. Thỉnh thoảng cũng có cái những cái cầu vượt này để cho người dân người ta đi lại cho nó an toàn. Đấy, thì mình đi vào trong cái làn trong này để cho ô tô người ta có thể vượt được lên. Còn nếu như mình đi làn ngoài, ô tô người ta sẽ không vượt được các bạn ạ. Cho nên là nó rất là nghiêm chỉnh và cũng an toàn ở chỗ đấy. Nên mọi người đi nó không có phải lo lắng quá nhiều khi mà đi giao thông ở Nhật. Tuy nhiên thì cũng nói chuyện với anh em một chút là ở Nhật thì vẫn có những cái vụ tai nạn giao thông bình thường các bạn nhé. Ngay cả cái chỗ mình thế thôi, hôm ấy mình đi làm về mình có gặp một cái trường hợp là hai xe ô tô, một xe đi ở trong ngõ ra và một xe đi ở đường chính, thì có va chạm với nhau. Một cái chiếc xe thì mình thấy là nó bẹp rúm lại, có
còn một cái xe kia thì mình cũng không biết là nó có làm sao hay không, nhưng mà thấy người dân cũng đang đứng ở đấy, hai xe chắc là đứng ở đấy cộng với cả bên bảo hiểm ấy, người ta đứng người ta chụp ảnh để hiện trạng xem như thế nào, rồi là người ta sẽ giải quyết cho hai người đấy về cái đền bù bảo hiểm ấy, ví dụ như là chi phí sửa chữa xe như thế nào thì bên bảo hiểm người ta sẽ đứng ra người ta chịu hết cho mình. Vì ở Nhật ấy, thì các bạn được biết là gần như là mọi người dân đều phải mua bảo hiểm bắt buộc, và cái bảo hiểm Nihoken ấy nó là cái bảo hiểm tự nguyện, thì tất cả mọi người đều tuân thủ, là mọi người mua cả hai cái loại bảo hiểm đấy, cho nên là nó rất là an toàn ở chỗ đấy. Đấy, bây giờ thì mình đã vẫn đang đi đến nhà các bạn đấy. Thì các đoạn đường này đi thì nói chung là cũng rất là thoáng thôi. Đường ở này ở cũng nó ở vùng quê ấy, cho nên nó cũng không được đẹp lắm các bạn. Đi nhiều khi cũng có những các cái gò ấy nó sóc lắm các bạn ạ. Đấy. Sắp đến đây là mình đi đến chỗ Eburi các bạn ạ. Bên tay trái là cái siêu thị Eburi, nếu như anh em ở bên Nhật này, các anh em công ty mình nếu mà xem video này mình nói Eburi thì mọi người sẽ hiểu luôn. Còn bên trái là Himawari. Thế đây là mình sẽ rẽ vào Eburi để làm gì? Vì mình vào đây là mình mua một ít là hoa quả để mang đến gọi là góp vui cùng mấy anh em ấy, mình vào siêu thị để góp vui cùng anh em. Thế thì bây giờ sau khi mua xong thì mình đã đi đến nhà của các em ấy rồi. Thì nói chung là mình đi đến lúc thời điểm này là cũng hơi muộn rồi đấy. Mọi người Thì anh em cũng đã thì đến hình như đông là đủ anh hết rồi, nên em mình giờ vào thì diễn hết rồi, cũng anh em cũng đã mình chuẩn đến hơi bị muộn tí, để anh em vào nhá ấy rồi, cho mọi người xem. thì Chiếc mở bia chúc xe mừng này rồi, rất là cho đông nên luôn, là mình vào thì cũng hơi giờ mình muộn đi đến nên là anh em cũng nói chung là cũng vẫn ôi nói như là chuẩn bị xin lỗi cho nhà mình nhá. để vào thôi. Đấy, đây có cả con gái nữa, ở đấy thì hôm đấy là cũng có bạn gái của các bạn ở đấy đến. Đấy thì bây giờ bắt đầu mình sẽ quay cho anh em xem về cái không khí của cái buổi liên hoan hôm đấy nhé, rất là đông vui luôn. Mình đếm sơ sơ ở đây nó rơi khoảng tầm 30 người các bạn ạ, đông lắm. Nói chung là phải ngồi, anh em phải gỡ cả cái cửa phòng ngủ một cái phòng ra xong nó mới ngồi được. Đấy thì đây anh em xem này, cái phòng của mình ấy đấy, mình quay lại cái phòng của các em đấy nên là phải gỡ ra này. Đấy, rất là rộng rãi luôn nhé các bạn nhé, đông vui cực kỳ luôn đấy, nên là anh em ngồi thì cũng hơi chật một chút nhưng mà cũng vẫn ngồi được các bạn, nên là đấy cho anh em xem này. Đến đoạn này này, đây là tất cả các cái thành viên, đây bạn này là bạn Thiện này, bên cạnh là bạn Phi, thế còn kia là Thức này, Vương này, A Lử này, Ngọc này, Hiệp này, Đại này, đấy toàn những anh em công ty mình hết đây, tất cả anh em công ty này anh em rất trẻ, từ 99 2000 đến 96 97 95 93, rất là trẻ luôn, toàn là 9x rồi các bạn ạ. Có một bạn là ngồi xa xa cạnh những bạn nữ đấy, là bạn là đấy, bạn ngồi xa cạnh bạn nữ đấy là bạn Khiêm, thì cũng là 95 91. Thế thì bây giờ là anh em đang chuẩn bị rót bia ra xong là nâng ly lên để uống cùng với nhau. Thế thì bên cạnh mình đây là Thiện đây này, Thiện Phi này đấy, và các bạn nữ. Thế thì bên trong kia là một tốp khác nữa các bạn ạ, rất là đông luôn. Thấy tất cả anh em công ty mình đây, mọi người đang ngồi chuẩn bị là nâng ly lên cạn ly chúc mừng à, ba đồng chí đã kết thúc chặng đường 3 năm không ngắn không dài, rất là vui vẻ và cuối cùng là thành công mỹ mãn. Thực ra là các bạn này đều được giữ lại ở công ty thêm 2 năm nữa, thế nhưng mà các bạn ấy đều đăng ký là về Việt Nam ấy, cho nên là các bạn ấy đã không ở lại. Tuy nhiên là rất là không may cho các bạn đấy là các bạn dính vào cái đợt dịch này, cho nên là các bạn ấy không thể về được Việt Nam ngay mà các bạn vẫn đang ở Nhật. Thế nhưng mà kể cho các bạn nghe một chút là 3 tháng các bạn ấy ở Nhật thì công ty cũng hỗ trợ cho các bạn tiền nhà, chỉ mất tiền ăn uống, và công ty nghiệp đoàn ấy cũng có làm cái bảo hiểm thất nghiệp cho các bạn đấy, cho nên là cũng rất là tốt. Và mình có nói chuyện với các bạn đấy đi cũng chia sẻ luôn ở đây cho anh em biết là mỗi một ngày là các bạn ấy được 5 sen tiền bảo hiểm thất nghiệp, như vậy một tháng 30 ngày là các bạn được khoảng 15 man, và các bạn được nhận 90 ngày thất nghiệp mà tương đương với 3 tháng thì là nhân lên được khoảng 45 man. Đấy, nếu như bạn nào mà ăn uống tiết kiệm thì thực ra ở Nhật như thế là không phải đi làm nhé, là ăn uống tiết kiệm vẫn có tiền gửi về Việt Nam được 25 triệu các bạn ạ, 3 tháng đấy không đi làm nhưng vẫn được 25 triệu tiền thất nghiệp một tháng, nên là cũng rất là hay ở chỗ đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ thì các bạn ấy vẫn chưa được về, nên là thì bây giờ nghiệp đoàn cũng có đi tìm việc cho các bạn đấy, mặc dù là công việc ấy không bằng công việc cũ nhưng mà
Không có cách nào khác các bạn ạ. Thì các bạn bắt buộc phải đi làm, nếu không đi làm sẽ không có tiền thì cứ ăn uống một tháng mất mà vài man thì cũng chết, cho nên là cũng không được. Thế rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình để tiếng của cái buổi liên hoan đấy cho anh em cùng nghe và cùng thưởng thức. Nó rất là ồn ào, nên là đoạn nào mình cảm thấy nó ồn ào mình sẽ cắt tiếng đi để cho anh em cùng nghe. Còn anh em chú ý là xem lại cái không khí đấy để sống lại cái không khí rất là vui vẻ của ba bạn này. Có nhớ hả? Cái xích này tìm bằng cái đồng hồ ghẻ ghẻ đây. Không, của em không ăn được. Thế cái đồng hồ Rolex nhé, 3 tiền. Casio. Anh ơi, anh giới thiệu bộ đồ. Em tưởng Hulot mà. Anh ấy. Em tưởng Hulot. Em giới thiệu bộ đồ trên, xét đồ trên người em đi. Xích đồ em á. Tỷ 8. Tỷ 8 được. Cái đồng hồ này mấy mấy chục nghìn. Tỷ 9. Tỷ 9 đấy. Còn đây dây chuyền này bao nhiêu? 2 tỷ 1. Đấy. Nhỏ tí. Tổng có khi đến chục tỷ. Nói chung là tầm này khoảng 9 giờ tối rồi anh ạ. Nói chung là các đồng chí nó cũng đã say rất là nhiều. Bây giờ anh em này hiệp bự nhá. Chung là
kể qua cho anh em nghe qua cái không khí buổi đi đoàn đấy. Thì nói chung hôm đấy anh em uống rất là vui, nhưng mà đến tầm 9 giờ ấy thì nói chung là cũng có một chút vấn đề thì muốn kể cho mọi người nghe. Là hôm đấy tầm đấy thì 9 giờ rồi thì là có nhà dân người ta báo cảnh sát đến để hỏi thăm xem là có vấn đề gì hay không ấy. Thì đã phải có mấy bạn ra để nói chuyện với cả mấy ông cảnh sát ở đấy. Thì thực ra là cảnh sát ở đây người ta cũng hiểu được là như thế nào ấy. Vì hôm đấy là mấy bạn ấy ra cũng bảo là vấn đề là chúng tôi về nước, chúng tôi tổ chức tiệc ở đây. Cho nên là họ cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, họ bảo là làm ở trong phòng thì nói chuyện nhỏ để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm ấy. Thì nói chung là cái ông hàng xóm ở bên cạnh nhà đấy thì cũng rất là xấu bụng, ông cũng rất là khó tính. Cho nên là động một tí là ông lại báo cảnh sát. Cho nên anh em quen rồi. Thế nhưng mà anh em ở Nhật thì cũng mình cũng chia sẻ như thế để cho anh em biết là anh em cũng nên chú ý những cái vấn đề như này để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm ấy. Người ta báo cảnh sát đến mà mình không giải thích được thì nó rất là phiền phức ấy. Còn đây là các bạn giải thích được cho nên là người ta cũng bỏ qua cho, người ta cũng không làm gì cả, người ta chỉ nhắc nhở thôi, không có ghi phạt viết gì cả. Nên ở Nhật thì cảnh sát rất là hiền thế thôi. Thế là những cái ông cảnh sát này là giống như kiểu là của xã, của thôn như ở Việt Nam mình ấy, chứ không phải là theo kiểu cảnh sát giao thông. Mà đây là chỉ là cảnh sát trật tự, an ninh trật tự, người ta chỉ đi kiểm tra xem là có vấn đề gì hay không thôi, thì người ta nhắc nhở. Thế cho anh em thì nói chung là giáo rất là vui và nên vẫn đang ngồi nhậu với nhau. Một cái túp ở ngoài kia thì các bạn ấy uống say hết rồi, giờ chú hết ở bên trong cái phòng này và anh em giờ đang nói chung là đang rất là say rồi, nhưng mà cũng vẫn uống với nhau tiếp tục luôn. Thế giờ mình lại tiếp tục gửi đến cho anh em xem cái không khí ở đây nhá. Đấy, những cái hình ảnh đẹp nhất là mình đã đều lưu lại cho tất cả anh em rồi. Anh em thấy vui không? Mình nhìn lúc này nói chung là rất là đỏ ấy. Nhìn rất là say lắm rồi. Lúc ấy này cũng phê là nói nhiều. Nói nhiều thằng em này. Đây thằng em Dũng. Thằng em Dũng này. Hai anh em ngồi uống với nhau tâm sự. Giờ là cứ mỗi người một góc ngồi nói chuyện với nhau. Chiến trường ngày hôm qua đấy. Thank you.